Mai Tuấn xin cảm ơn sự trở lại của quý vị để tiếp tục chương trình tin tức hệ thống truyền hình VBS. Sau đây là phần tin thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo là COVID trên thế giới tăng kỷ lục trong một ngày. Hôm 8 tháng 10 vừa qua, tổ chức WHO đã ghi nhận một ngày virus corona tăng cao kỷ lục trên toàn thế giới, tăng 338.779 ca trong 24 giờ đồng hồ, dẫn đầu bởi làn sóng bùng phát lây nhiễm tại châu Âu. Riêng châu Âu thì báo cáo là 96.996 ca nhiễm mới, và đây là mức cao nhất trong khu vực từ trước tới nay mà cơ quan Y tế Thế giới, tức là cơ quan WHO, ghi nhận. Số người chết trên toàn cầu tăng 5.514 ca thành 1.05 triệu người, tức là hơn 1 triệu người đã chết. Số kỷ lục về ca nhiễm mới từng được cơ quan Y tế Thế giới ghi nhận trước đây là 330.340 ca hôm 2 tháng 10, và kỷ lục về số tử vong mà cơ quan WHO ghi nhận là 12.393 người trong ngày 17 tháng 4. Toàn khu vực châu Âu hiện có nhiều ca COVID hơn Ấn Độ, Brazil hay là Mỹ. Ấn Độ báo cáo 78.524 ca mới, tiếp theo là Brazil 41.906 ca mới, và Mỹ là 38.904 ca đã thụt hạng xuống. Đó là điều may, thưa quý vị. Tài liệu của tổ chức WHO không có báo cáo hàng ngày của mỗi quốc gia, và theo phân tích của đài Reuters về những dữ liệu gần đây của các nước thì lây nhiễm COVID-19 đang gia tăng tại 54 quốc gia, trong đó có đà tăng tại Argentina, Canada ở phía Bắc, Phần Lan và một số các quốc gia bên châu Âu hầu hết. Lây nhiễm tại nước Anh đã đạt mức kỷ lục với thêm 17.000 ca ghi nhận hôm 8 tháng 10. Và số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày của nước Pháp vẫn ở trên ngưỡng cửa kỷ lục, đó là 18.000 người hôm 8 tháng 10. Số ca nhiễm trung bình tại Bỉ gia tăng trong 7 ngày liên tiếp, và nước Đức thì báo cáo số ca mới gia tăng hàng ngày ở mức kỷ lục kể từ tháng 4. Trong khi đó, về phía Ấn Độ vẫn là quốc gia dẫn đầu thế giới về số ca báo cáo hàng ngày. Số ca nhiễm mới đã giảm 20% so với lúc cao điểm trước đây. Và tại Mỹ của chúng ta thì sao? Bản tin nói số ca mới cũng tăng lên kể từ đầu tháng 9, cùng với những bệnh nhân COVID nhập viện mới nhất. Đó là một tình trạng phải nói rằng thì không có sáng sủa gì, thưa quý khán thính giả. Một tình trạng không sáng sủa về đại dịch COVID-19. Bản tin kế tiếp về thế giới nói đến việc là nước Nga tuyên bố là sẽ đáp trả nếu các quốc gia phương Tây trừng phạt vụ đầu độc nhà đối lập Navalny. Chính quyền Nga đã lên tiếng chỉ trích phương Tây lấy vụ đầu độc chính trị gia đối lập Alexei Navalny làm cớ để trừng phạt Moscow. Tuyên bố là họ sẽ đáp trả. Nước Pháp và nước Đức ngày 8 tháng 10 cho biết là sẽ đề cập các biện pháp trừng phạt của khối Liên hiệp châu Âu đối với Nga về vấn đề này. Tuy nhiên thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, thì cho rằng việc trừng phạt không liên quan đến vụ đầu độc ông Navalny. Các biện pháp trừng phạt, bà nói, ngăn chặn các biện pháp hạn chế, chúng luôn dẫn đến một điều quan trọng, đó là sự liên quan giữa các quốc gia với nhau, là các biện pháp đáp trả. Vấn đề là họ muốn gì? Nếu muốn biết sự thật thì các biện pháp trừng phạt chẳng giúp ích gì cả. Đó là hãng Sputnik đã trích lời dẫn của bà phát ngôn viên Nga Zakharova tuyên bố như vậy. Và trong tuyên bố ngày 8 tháng 10, Ngoại trưởng của Pháp và Đức cho biết là sẽ đề xuất ra các biện pháp trừng phạt chung với Nga do không nhận được câu trả lời thỏa đáng về vụ đầu độc nhà đối lập Navalny hồi tháng 8. Ông Navalny còn khá trẻ, 44 tuổi, đã bất tỉnh trên chuyến bay tại Siberia hồi tháng trước, và ông đã nhanh chóng được đưa đến Đức điều trị trong tình trạng hôn mê. Chính phủ Đức cho biết là các xét nghiệm cho thấy nhà chính trị này đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok, và các nước phương Tây đã đòi chính quyền Moscow
giải thích vụ việc này và nói rằng Nga có nhận liên quan đến việc này hay không, thì chính quyền Nga đã từ chối là không hề có liên quan gì cả và cũng từ chối mở cuộc điều tra. Thưa quý vị, Ngoại trưởng của Pháp là ông Le Drian thì cho rằng việc đối thoại với Nga không đồng nghĩa với việc nhẹ tay với Moscow. Ông nói, nó không có nghĩa là từ bỏ mục tiêu của chúng ta nhằm xây dựng một lục địa hòa bình. Ngược lại, nó nhằm bảo vệ mục tiêu này thông qua việc khẳng định sự cứng rắn. Ông Le Drian đã nói về việc trừng phạt nước Nga như vậy. Trong khi đó, thì Ngoại trưởng của Đức là ông Heiko Maas cũng cho rằng quốc tế cần phản ứng vụ đầu độc ông Navalny, không nên coi vụ việc là xung đột giữa Nga và Đức. Bản tin sau cùng về thế giới cho biết là nước Chí Lợi ở Nam Mỹ đang theo dõi 300 chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc. Hôm 8 tháng 10 vừa qua, ông Henry Alamont cho biết Bộ Quốc phòng và Hải quân của Chí Lợi đang theo dõi hoạt động của các tàu cá Trung Quốc nhằm bảo vệ chủ quyền trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Nhóm tàu cá Trung Quốc khoảng 300 chiếc thường hoạt động trên biển Thái Bình Dương và nhiều lần di chuyển trong vùng biển Nam Mỹ. Ngoại trưởng Chí Lợi nói quan chức nước này không liên lạc với chính phủ Trung Quốc và còn nói thêm rằng đội tàu cá gồm các tàu tư nhân và một số có thể có liên quan đến nhà nước. Tức là ông ngầm ý nói rằng liên quan đến quân đội. Đường bờ biển dài dắp Thái Bình Dương của Chí Lợi có trữ lượng lớn về hải sản, mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho ngư dân của đất nước này. Nhưng những tàu cá này thường rình mò ra dập, nhất là gần các quần đảo Galapagos giáp danh với Ecuador, khiến cho những người trong ngành đánh cá của cả Peru cũng như nhiều nước chung quanh nổi giận và châm ngòi cho cuộc đấu khẩu trên Twitter giữa Washington và Bắc Kinh hồi tháng trước. Thưa quý khán thính giả, đúng là Trung Quốc mò mẫm đi hết mọi nơi, sọc tay sọc chân vào mọi góc cạnh của thế giới nhằm khuynh đảo cũng như ăn cắp, quý vị ơi. Biết nói sao thưa quý khán thính giả. Mời quý vị trở lại với chúng tôi một lần nữa sau phần thông tin thương mại để nghe thêm tin về châu Á với một vài tin như sau. Biểu tình chống luật lao động mới ở Indonesia đã biến thành bạo lực. Vòng đai Ấn Độ-Thái Bình Dương là mặt trận chung để chống bá quyền của Trung Quốc ở châu Á.